Tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng lâu nay đã là một vấn đề gây nhiều bức xúc trong dư luận trên địa bàn Hà Nội. Trên các cung đường vắng của thủ đô hay những dự án bị bỏ hoang đang là những địa điểm lý tưởng để một số đối tượng đổ trộm phế thải xây dựng. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, nhóm phóng viên pháp luật.vn đã lần theo dấu vết của những chiếc xe chuyên chở phế thải xây dựng. Vào vai một người cần đổ phế liệu xây dựng, lần theo lời chỉ dẫn của một số lái xe, phóng viên đã tiếp cận được với chủ một bãi tập kết phế thải xây dựng tại phường Cổ Nhuế 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khi phóng viên đề cập muốn đổ phế thải xây dựng, người phụ nữ tự nhận là người quản lý khu đổ phế thải này ngập ngừng. Thế là lạ thì không muốn nhận ai cả. Ngon ăn chưa? Tạp lắm. Thế là bọn em ở xa đến đấy, nhất là bãi bờ thì nhỡ công an nó bắt thì bọn em chịu trách nhiệm. Đấy. Chị không chịu thực hiện đâu. Nên là bọn em nhiều cái phức tạp, nó lạ, không nhận ai. Tuy nhiên khi phóng viên tỏ ý muốn đổ với số lượng lớn và làm ăn lâu dài, thì người này bắt đầu tiết lộ. Đấy, cứ phúc tăng mà chạy. Mình cứ đi đoàn đoàn lũ lũ xếp. Một xe, 80.000 một xe. Mà chỉ xe tấn 2 thôi nhá. Nhưng cái vốn nhất là như thế, có xe thì cứ trở lên thôi. Theo tìm hiểu của phóng viên, để đổ trộm phế thải tại khu vực này thì giá mỗi một xe ba gác phế thải là 10.000 đồng một xe, đối với xe ô tô là 80.000 đồng một xe. Xe này là 80.000, là ta chạy hàng ngày. Theo quan sát của phóng viên Pháp Luật Plus, khu đổ phế thải này đã biến thành bãi rác phế thải xây dựng khổng lồ ngay giữa lòng thủ đô. Việc đổ trộm phế thải xây dựng ngày càng tinh vi hơn hiện đang gây bức xúc trong dư luận và gây ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng. Muốn giải quyết tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng cần phải xử lý nghiêm từ gốc. Bên cạnh sự phối hợp của các ngành chức năng cần phải có sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Khi cấp giấy phép xây dựng cần phải có sự ràng buộc, cam kết yêu cầu nhà thầu đổ phế thải đúng nơi quy định và có điều khoản xử phạt nếu không thực hiện. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc quyết liệt hơn. Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả về vấn đề này.